Xin cộng đoàn chung lời tạ ơn Thiên Chúa với tôi sau một cuộc hành trình 15 năm thi hành sứ vụ giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh. Ngài còn thêm 15 năm ấy biết bao nhiêu tình. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, nhóm 72 trở về, hớn hở nói: Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông: Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em được ghi trên trời. Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Trọng kính Đức Cha Giuse Tân Nhiệm, Đức Cha Cosma, hai đấng chủ nhà Bắc Ninh. Kính thưa các đấng các bậc Hội Thánh Việt Nam, kính thưa các vị khách quý và kính thưa toàn thể cộng đoàn hiện diện. Đức Cha Giuse chính tòa Tân Nhiệm nhờ tôi giảng trong thánh lễ này là vì Ngài biết tôi cùng lớp với Đức Cha Cosma, gồm có bốn anh em: Đức Tổng Giuse Sài Gòn, Đức Cha Khôi Quy Nhơn, tôi và Đức Cha Cosma. Và tôi cũng mang tâm trạng như anh chị em Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Bắc Ninh, muốn có một cái món quà tinh thần nào đó để gửi cho Đức Cha tiền nhiệm Cosma. May đâu thì tôi cũng gần tuổi như Ngài. Khi về hưu thì Ngài sẽ đáp lễ, Ngài cũng giảng cho tôi. Và kính thưa cộng đoàn, hôm nay trong ngôi nhà thờ nhỏ bé này đang diễn ra một cái sự kiện mang chiều kích hoàn vũ. Hoàn vũ bởi vì chính Đức Thánh Cha Phanxicô, thẩm quyền tối cao của Hội Thánh Công giáo toàn cầu, đã ban bố tông sắc thuận đơn từ chức của Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt
và bổ nhiệm Đức Cha Phó Giuse Đỗ Quang Khang làm giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh. Sự kiện này cũng là một sự kiện toàn quốc. Toàn quốc bởi vì có sự hiện diện của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như mọi thành phần dân Chúa trong nước cũng như hải ngoại đang có mặt tại chỗ hay đang hiệp thông với thánh lễ này qua màn ảnh trực tuyến. Quả là hình ảnh tuyệt vời của một hội thánh hiệp hành tham gia và sứ vụ mà Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cũng như Hội đồng Giám mục Việt Nam đang mời gọi chúng ta chiêm ngắm. Quả là hình ảnh tuyệt vời của một Bắc Ninh, đất trời quan họ mông mênh, lòng ai cũng dạt dào tha thướt như là quai thao. Già trẻ lớn bé, người người đều tràn ngập hạnh phúc vì được đoàn tụ sum vầy dưới mái nhà chung này trong ngày lịch sử này. Ai về nhắn mẹ cùng cha, Bắc Ninh mãi mãi là nhà của con. Bản thân tôi thì không phải là người gốc Bắc Ninh. Thế mà mỗi lần nghe hát lời quan họ ý a, người ơi, người ở cùng ta đừng về, là lập tức lòng tôi bỗng chốc lại mềm nhũn ra. Mời gì mà ngọt như rót mật vào tai thế, thì ruột gan nào mà chịu được. Tìm đâu được một nơi nên thơ, đến độ một làn nắng cũng mang điệu dân ca. Tìm đâu được một xóm vắng mẹ giặt yếm bên sông đơn giản vậy, mà cũng thành thơ văn cảm tác như ở Bắc Ninh. Bắc Ninh quả là xứng đáng mang danh là cái nôi của văn hóa. Nghìn năm trước đã dựng xây, làm nên kinh Bắc đắm say bao đời, nên thơ cảnh sắc tuyệt vời. Nếu diễn tả cho đúng ngôn từ của thời đại, thì Bắc Ninh là cái xứ hàng tỷ like. Anh chị em biết like không? Mà có giới trẻ nó gọi là ly ke thôi, tức là yêu thích. Bắc Ninh cũng là đất được gọi là địa linh nhân kiệt, như Đức Cha Chủ Lễ đã nói ở phần dẫn nhập. Trên địa bàn năm tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc, đi tới đâu cũng có những di tích lịch sử. Tam Đảo, Sóc Sơn, Lục Đầu Giang, Bến Bình Than, Thành Luy Lâu, Sông Thương, Sông Đuống, đi tới đâu cũng nghe vang vọng dấu chân vó ngựa của những anh hùng kiệt xuất: Trần Quốc Toản, Hưng Đạo Vương, Lý Thường Kiệt, Thánh Gióc Phủ Đồng Thiên Vương. Nhưng đây mới là điều đáng nói nhất ngày hôm nay, đó là trên miền đất Bắc Ninh vừa đẹp vừa thiêng liêng này, Thiên Chúa đã gieo mầm tin yêu, đã tuôn đổ tràn trào hồng ân của Ngài. Vậy cho nên nghĩ đến quê hương quan họ là người Bắc Ninh rất đỗi tự hào. Không gì Bắc Ninh không có. Xin lỗi Đức Cha Thomas Hiểu, Bắc Ninh chỉ thua một điều là chưa nói phét bằng Bùi Chu thôi. Nhưng mà cũng không sao. Nghĩ đến những việc Chúa làm trên cái dải đất non sông này, Kitô hữu Bắc Ninh thấy lòng tràn ngập niềm vui, thế là mãn nguyện rồi. Đó cũng là niềm vui toát ra từ bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Các môn đệ vui mừng sung sướng thuật lại công cuộc truyền giáo của các ngài là vì họ nghĩ rằng họ là môn sinh của Chúa Giêsu. Họ đã chiến thắng được nghịch cảnh và âm mưu ma quỷ. Nhân danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải lụy phục chúng con. Con đường truyền giáo theo huấn lệnh của Chúa Giêsu là con đường của người vô sản, trần trụi, không bị, không gậy, không giày, không dép, và phải chấp nhận hiểm nguy như những con chiên giữa sói rừng. Cũng như thế, ngay từ lúc khởi đầu lịch sử, con thuyền Bắc Ninh đã phải trải qua cuồng phong giông tố, thời Bách Trại, Minh Mạng, Tự Đức.
lòng trung kiên với đức tin có khi phải trả bằng giá máu của một cha thánh Phêrô tử, của ông trùm Giuse Hoàng Lương Cảnh, của 100 vị chứng nhân theo lệnh của tổng trấn Nguyễn Văn Phong bị chém đầu và bị chôn tập thể ngày 4 tháng 4 năm 1862 ngay tại cổng thành Bắc Ninh. Nhưng lịch sử không bao giờ dừng lại ở pháp trường. Lịch sử là vượt qua lịch sử. Lịch sử loại dần những yếu tố ác quỷ để trả lại bình an cho dân Chúa. Quá khứ dù có đau thương đến đâu thì sớm muộn gì cũng biến thành niềm vui. Hạt lúa miến mục nát đi trong lòng đất chắc chắn sẽ sinh nhiều bông hạt bội thu. Đó là con đường dân Chúa Bắc Ninh đã đi qua. Khi giáo sĩ Alexandre de Rhodes, tiếng Việt gọi là cha Đắc Lộ, bắt đầu cuộc hành trình truyền giáo của Ngài tại miền Bắc năm 1627, Bắc Ninh chưa hề có một người công giáo nào. Thế mà chỉ 32 năm sau, tức là vào năm 1659, khi Tòa Thánh thiết lập hai giáo phận đầu tiên là Đảng Trong và Đảng Ngoài năm 1659, Bắc Ninh đã có kẻ mốt tức sứ Đức Trai, kẻ nê sứ Tử Nê và kẻ roi sứ Xuân Hòa. 20 năm sau 1679, giáo dân Bắc Ninh đã lên đến con số 3.317 người. Rồi ngày thành lập giáo phận 29 tháng 10 1883, con số đã vọt lên đến 35.000 với 11 giáo xứ, 22 linh mục, 50 thầy giảng và 8 nữ tu dòng Minh Thánh Giá. Năm 1954, gần 4 vạn giáo dân, số đông linh mục, chủng sinh, tu sĩ đều di cư vào Nam, để lại Bắc Ninh chỉ còn trên dưới 3 vạn giáo dân, 14 linh mục già yếu, 12 thầy giảng và 11 nữ tu đa minh. Còn bi đát hơn nữa, trong 40 năm trời từ 1954 đến năm 1994, Bắc Ninh chỉ còn một cha rưỡi. Một cha thì hoạt động công khai, một cha thì làm chui, cho nên chỉ tính bằng nửa cha thôi, một cha rưỡi cộng lại. Giám mục cũng là giám mục chui, đó là Đức cha Đa Minh Quảng, thụ phong âm thầm và thi hành tác vụ cũng âm thầm. Linh mục, giám mục trở thành hàng hiếm, nên giáo dân có khi phải đạp xe đi hàng trăm cây số về nhà thờ chính tòa để dự lễ xưng tội hoặc cử hành hôn phối. Tình cảnh đầy thử thách ấy khiến nhiều người bấy giờ nghĩ rằng giáo phận Bắc Ninh rồi ra sớm muộn gì cũng bị xóa tên khỏi bản đồ. Nhưng Chúa đã rút sự lành từ sự dữ, biến nỗi buồn thành niềm vui. Một cha rưỡi ngày nào nay đã nhân lên gấp trăm. Hạt cải tí teo năm xưa nay đã thành một cây to, có chim trời líu lo, ríu rít đậu trên cành. Từng bước một và một cách kín đáo nhưng kỳ diệu, khốn khó đã dần qua đi. Từ con số 0, nay giáo dân Bắc Ninh đã gần 140.000. Đúng như lời sách Huân Ca chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Thiên Chúa xin trích là Đấng đã làm những điều vĩ đại khắp nơi, ngay trên đất Bắc Ninh này. Thời thế có thăng trầm thế nào, Thiên Chúa vẫn xin trích đối với chúng ta, đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của Người. Nhìn lại những chặng đường đã qua, ngày hôm nay là ngày lễ tạ ơn. Tạ ơn về tất cả những gì Chúa đã ban cho Bắc Ninh. Bốn mùa Chúa đều đổ xuống hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi. Thiên Chúa là Đấng
đã làm cho những điều vĩ đại khắp nơi. Đó cũng là điều Đức Cha Cosma đã cảm nghiệm khi Ngài viết trong thư giã biệt dân Chúa ngày 17 tháng 6 2023 vừa qua. Đức Cha chủ lễ ở phần đầu cũng đã trích lại hai lần. Tôi xin trích đoạn thư của Đức Cha Cosma. Xin cộng đoàn chung lời tạ ơn Thiên Chúa với tôi sau một cuộc hành trình 15 năm thi hành sứ vụ giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh. Ngài còn thêm 15 năm ấy biết bao nhiêu tình. Chúng ta hiệp ý tạ ơn với Ngài và cầu chúc Ngài những năm tháng cuối đời được bình an, sức khỏe. Thể xác của Ngài bây giờ đã tiều tụy, nhưng trái tim Ngài lúc nào cũng dạt dào tình thương. Tinh thần Ngài lúc nào cũng tràn trề sức sống, tình thương và sự sống, như châm ngôn Ngài đã chọn cho đời giám mục của Ngài. Ngày hôm nay, thưa cộng đoàn, cũng là ngày mà mọi người chúng ta hướng về và cầu nguyện cho tương lai của giáo phận Bắc Ninh. Vì chủ trăn sẽ điều khiển con thuyền giáo phận, vì mục tử sẽ dẫn dắt đoàn chiên Bắc Ninh là Đức Cha Giuse tân nhiệm, Giuse Đỗ Quang Khang, thay thế cho Đức Cha Cosma. Chúng ta cầu nguyện cho đấng mãn nhiệm được bình an, chúng ta cầu nguyện cho đấng tân nhiệm thành công trong sứ vụ được trao phó. Đức Cha Giuse đã từng học đại học, đã từng dạy học, đã từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong, đã từng đi du học Pháp rồi Roma, đã từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Tổng giáo phận Sài Gòn, giám học, phó giám đốc, giáo sư nhiều môn tại Học viện Công giáo, tại Đại chủng viện và dòng tu. Ngài đã từng phục vụ các giáo xứ, đã từng là chủ tịch Ủy ban giáo sứ chủng sinh của Hội đồng giám mục. Với một núi vốn liếng như thế, chắc chắn Ngài có dồi dào kinh nghiệm khôn ngoan để dẫn dắt đoàn chiên Bắc Ninh về tới bến bình an. Hãy nói theo ngôn từ của bài đọc thứ hai mà chúng ta nghe hôm nay, Ngài sẽ đưa lịch sử Bắc Ninh về tới thời viên mãn, quy tụ mọi loài dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Với tất cả sự cân nhắc đầy tính thời sự, Ngài đã diễn tả trong châm ngôn giám mục của Ngài, gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Giáo phận Bắc Ninh, hãy tin tưởng bước vào ngày mai. Bắc Ninh mãi mãi là Bắc Ninh tươi sáng tuyệt vời. Amen.